Trong chủ nhật thứ sáu một mục sinh chúng ta phải nói về sự sống, thì hôm nay còn đi ngược lại còn nói về sự chết một tí. Quý ông bà và anh chị em chắc ít nhất đã có một lần có cái kinh nghiệm khi sống với những người sắp chết, hoặc bố mẹ, gia đình, ông bà, cha mẹ gì của ta đó. Trước khi sắp chết thì thường thường người hấp hối họ làm cái gì, nhất là truyền thống của người Việt Nam ta, gọi các con cháu lại đúng không ạ, và bắt đầu khuyên bảo. Và con cháu có thể cả đời nó không nghe mình, nhưng mà lúc đó nó phải chăm chú nó lắng nghe. Có hai lý do. Thứ nhất là ta thèo thào, ta nói nó khen không rõ. Cái thứ hai là người ta bảo là những lời tối tăm, là những lời rất là linh thiêng. Mà đôi lúc nó lắng nghe là để xem coi ông cụ trước khi ra đi, ông cụ có tiền bạc ở đâu, chia sẻ như thế nào, ví dụ như thế, và để ý rất là kỹ. Và cái bài tin mừng hôm nay chúng ta nghe cũng thế, Chúa Giêsu, tức là cái lúc này là các Chúa đã nói tiên đoán ba lần về Chúa phải lên Jerusalem để chết, thì các ông cũng chưa hiểu rõ, cũng còn mơ hồ, nhưng mà đại khái cũng hiểu được là Chúa cũng đã gần đến cái ngày đó rồi. Chưa biết chết như thế nào, chết làm sao thì chưa biết được, nhưng mà đại khái là những cái lời mà thầy trăn trối trước khi thầy ra đi. Cho nên các ông cũng nghe cẩn thận lắm, Chúa trang đối cũng rất là hay. Các ông việc đầu tiên là lo lắng mình, là bố chết rồi có con với ai, con đi với ai, giống như ở Việt Nam mà mỗi lần chúng bà anh chị em con là đi về miền Bắc đó, nhất là người Bắc chúng con thì Chúa ban cho con rất là đặc biệt, là khi người ta chết thì họ khóc, họ gào khét được, mà sắp chết đến nơi nhìn mãi chẳng thấy dòng con mắt nào. Con nhớ một lần cách đây khi con chỉ tiếp bên một vài năm trước, quả ca bên đầu con là không ra cái đạo, thì có một mình bố con là lấy mẹ con rồi, và sau đó con theo thôi. Cho nên quả ca của bà đưa về ngoài Bắc Ninh để chôn mấy ông, bởi vì bà chết trong Nam, bà theo năm 54, bà theo bố của bà Nam là chết trong Nam. Thì năm 1991 và năm 2004 thì mùa hè nó nóng như lửa, bốn cái mấy độ, quả ca bà đã đem về chôn cả ông. Mua 40 mấy độ, con thì vừa tim vừa xỉn, mẹ con thì không hơn gì hơn con, mà ở ngoài Bắc thì để cho sang thì phải chôn nó lên trên cao, cho nên là ông con là thuộc dòng họ nhà, cho nên chôn mãi trên cái đỉnh núi, mà lên tới đó là đã gần chết thì người ta đã đào sẵn rồi, thì chỉ có cái kim đỉnh thôi để đưa về để chôn. Thì các bà bác con chú lùi mà khóc, mà con nghe bảo úi tuổi mẹ ơi mẹ đi mà bỏ con, mà sao con quay con nhìn thấy các bà nào có dòng trong mắt đâu cả. Ốc mà nghe mà tưởng là tặng thế đến nơi rồi. Rồi đó là cái đối với truyền thống, bởi vì họ cảm thấy đôi lúc như một cái gì đó sẽ ngăn cách họ đến việc. Các vấn đề ngày hôm nay cũng thấy các ông Chúa đi thì các ông chưa lo lắng, là lo cái đầu tiên là thầy đi rồi thì nhỏ ra. 3 năm nay chúng con đi theo thầy bỏ mọi sự, bởi vì nó sung sướng, nó có hơi khổ là cực cực một tí, nhưng mà đi cái đâu cũng được người ta tặng quà, ăn không lo ăn báo qua đói, thế mà có chuyện gì xảy ra thì biết đâu là quay qua cái năm trước bánh và 2 con cá cũng nuôi mấy ngàn người dư sức, thế mà mưa sóng bão hùng trên biển cả đã đến, bảo im đi thôi là đã im đi, tức là ít nhất họ cũng cảm thấy được một cái gì để đi theo người, là nó một cái trọng vọng. Tiếng Việt mình bảo là một cái, tiếng Mỹ nó bảo là một cái privilege, một cái honor, một cái danh dự để được đi theo một cái con người mà bao nhiêu ngàn người họ đổ xô về nghe. Có hơi cực khổ một tí, nhưng mà so ra thì cuộc đời vẫn sướng. Cho nên cái việc đầu tư trong đầu họ lo là bây giờ ông này ông đi thì cái gì sẽ xảy ra với mình? Một câu vậy, rồi về với ông mới có 3 năm thôi, giờ về lại quê thì nó lại cười, nó bảo ai đã bảo mà không nghe, sung sướng mấy năm này cũng về đây thôi. Cho nên cái lo của họ, họ lo lắm, họ nghĩ là bây giờ cuộc sống như thế nào, cái giảng dạy của ông này sẽ đi ra sao, cuộc sống của họ chúng tôi giờ là những người đàn ông 20 mấy tuổi, biết làm gì bây giờ, chẳng lẽ là trở về đi đánh cá quá à, là ông bắt theo rồi đi theo nó về mà đi thu thuế, chúng có chửi chết. Cho nên Chúa Giêsu yên ủi họ, Chúa Giêsu còn không lo. Thầy đi nhưng mà thầy không có bỏ các con mồ côi. Không những Chúa không bỏ họ mồ côi mà ngày hôm nay Chúa cũng chẳng bỏ ta mồ côi. Phải chăng tên của Ngài là Emmanuel, có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, là cùng lễ Giáng sinh chúng ta con hát phải la lối cuốn sùng hết là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Cho nên chắc chắn Chúa không bỏ mình mồ côi. Những cái lời hứa không bỏ kèm mồ côi đó, nó phải đi kèm với cái gì đó, chẳng hạn thì hứa xuống vậy thì thôi. Chẳng hạn như ông bố cứ
khi ông chết ông bảo bố có mấy chục ngàn thì bố chia cho mỗi đứa 10 ngàn, thì đó sao chẳng thấy bố chỉ bố để tiền chỗ nào cả. Nhà văn thì không thấy bố có mà bố không nói gì cả, hứa bố chia cho mỗi đứa 10 ngàn thôi nhé, rồi chẳng lẽ là thối. Thì Chúa ngay cái đó xong thì các ông vẫn còn có nghĩa là rất là đẹp như vật Chúa nói tiếp: Thầy sẽ gửi cho các con một đấng phụ trợ, an advocate, một đấng cầu bầu, một đấng phụ trợ. Và không những chỉ có đấng phụ trợ đó ở với các con mà Chúa hứa, giống như người ta bảo là khi quảng cáo, như bà anh chị em mà coi quảng cáo mà rẻ luôn luôn, quảng cáo giao, bất cứ quảng cáo gì trên TV, thì nó bảo là nếu mà còn trong vòng 30 giây nữa thì quyết là nguyên tắc của đấng offer, đúng không, là cho lên gấp đôi, rồi không chỉ phải trả tiền shipping với handling. Cái này Chúa triple the offer, gấp 3 lần. Không những Chúa hứa Chúa sẽ gửi một đấng phụ trợ xuống, mà Chúa còn hứa là ta vẫn ở với các con. Và không những ta ở với các con, mà nếu các con ở trong ta thì cha ta cũng ở trong các con nữa. Chúa triple the offer, gấp 3 lần lên một cái lời hứa. Mà cái hay của nó không phải là Chúa bảo một con có 30 giây, nếu mà nhìn thấy số điện thoại và đặt link in trên màn hình thì gọi ngay, nếu mà không thì hết cái offer này. Cái offer này của Chúa nó tới cái ngày mình nhắm mắt xuôi lại, bất cứ lúc nào mình gọi cái offer này nó cũng bảo nó. Cuộc sống của con cũng như quý ông bà và chị em, chắc chúng ta đang ngồi đây chắc chắn chúng ta đã xác cái offer đó và chúng ta cũng đã muốn sống trong cái niềm tin đó. Hôm qua tuần vừa rồi bạn bè con đã gọi cho con nhiều cái câu chuyện nó ngắn, bộ ba bốn hàng thôi, nó rất là có ý nghĩa, con bắt đầu con post từ từ. Và trong đó tới câu chuyện con biết nó thật hay nó giả, nhưng mà nó ghi rõ ràng một cái kiểu một cái thành phố nhỏ, thì ban thật sự con quên cái thành phố đó tên gì rồi. Thì quý ông bà và chị em biết cái người tin lành là rất là chống vấn đề không được, chúng ta ở trong chùa già của mình không được sáng rượu, chủ nhật không được, chủ nhật không được uống, là chủ nhật phải làm việc cho Chúa. Cho nên nếu ở ý cái nhà thờ tin lành có ba cái việc mà ở gần các nhà thờ tin lành, ngay cả các nhà hàng mà ở gần nhà thờ tin lành cũng không được quan hệ, bởi vì họ chống rất là mạnh. Thì có cái ông kia rất là giàu có muốn mở một cái quán rượu ở đó, và cái quán bán rượu thôi, thì nhà thờ đó cũng chống đối nhiều lắm, rồi họ lên, nhưng mà cuối cùng thì cao đi cũng cho ông mở cái quán rượu đó. Thì ông đang xây cái nhà, thì cả nhà thờ họ cầu nguyện, họ xin Chúa là ngăn cản cái vấn đề này, bởi vì cái điều đó nó không thể chấp nhận được. Thì vài ngày trước khi cái nhà và cái khu nhà đã được khánh thành và cái quán rượu được mở, thì có sếp nó đánh cháy nát cái nhà đó luôn. Thế là ông chủ quán rượu ông mới thưa những người giáo dân và cái nhà thờ nó ra ngoài. Ông bảo vì cái lời cầu nguyện của những đứa giáo dân này mà Chúa nhận lời ông mà đánh một phát mà cái nhà ông không cháy. Dĩ nhiên là giáo dân nó nhất định nó bảo là không phải điều này. Ông thưa ra tòa xong con tòa mà thì tôi thật sự cũng không biết xử làm sao. Ở đây tôi có một ông chủ quán rượu tin vào là Thiên Chúa có đang hoạt động, và có cả một nhóm giáo dân này cầu nguyện nhưng mà vẫn không tin là Thiên Chúa làm được đó. Họ từ chối là tại sao với quý ông bà và chị em, bởi vì họ không muốn thất tên hay là đi lịch sử. Họ nói là không, chúng tôi cầu nguyện mà Chúa không có đánh cái đó. Chúa không có khởi ai xuống đánh đó, không có cái mạng nào xảy ra đó. Trong khi cái ông chủ quán được nó là tin là có cái mạng xảy ra cho nên đánh một phát nó cày. Cái câu chuyện đó con không biết nó có cặp bao nhiêu phần không thì con thật sự không biết. Nhưng mà con nghĩ nó giúp cho chúng ta nhìn thấy trong cuộc sống của mình đấy. Đôi lúc mình theo Chúa, mình theo Chúa trong cái thời gian thuận tiện. Khi mà cái thời gian không thuận tiện, không thuận lợi, cái việc mình là inconvenience là không thuận tiện thuận lợi, đúng không? Cái chữ thuận tiện thuận lợi. Tức là trong cái lúc mà không có cần đi nhận cho mình, nó không có tiện lợi cho mình, thì mình bảo mình để Chúa qua một bên. Nó rất là dễ để theo Chúa khi mà mình đã học tiền. Nhưng một cái gì đó nó ảnh hưởng tới mình thì mình sẽ đặt những cái khác lên trên Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa khác con người chúng ta ở trong đó, như con nói. Chúa nói ta không bao giờ bắt các con một ngôi. Không những ta chỉ gọi cho các con một người, mà nếu các con yêu thương ta và giữ lời ta ở với các con, và cha ta cũng ở với các con, có nghĩa là cả ba ngôi Thiên Chúa ở với chúng ta. Thưa quý ông bà và chị em, con nghĩ là không ai có thể biết được cái offer này. Không ai có thể dám offer. Đây là điều cực kỳ như vậy.
trong cuộc sống chúng ta ba gia pháp và một cái ba điều là cả ba ngôi Thiên Chúa ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Cảm nhận được tình yêu của Chúa ở với mình trong những lúc thích được, những lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, lúc vui cũng như lúc buồn, thì chắc chắn Thiên Chúa vẫn đồng hành. Hãy để cho Thiên Chúa đồng hành cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi rất nhiều.